Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Bây giờ quảng cáo á mà hồi thổi lên bọt không là xong luôn á. Đẩy ra ngoài bớt không? À, anh đem ra ngoài bớt không? Em lỗi. Kêu tài xế hà vô, kêu tài xế để xe sẵn. Rồi, đứng ra được rồi, quay cái đầu nó ra. Quay cái đầu. Thấp nữa không? Thấp nữa, thấp nữa. Rồi, ok, rồi. Cái này ha. Rồi, rồi. Rồi, ấy điện coi. Ba cho oxy nó xuống cái. Oxy còn đang xuống khoan hả điện? Nó mạnh không? Mạnh nó ha. Vậy đó, đứng lắm. Sâu đứng quá. Không, không, cho nó đứng, cho nó đứng. Đứng cho nó đứng ở mực hang này. Đứng mực hang á, đứng mực hang, chịu được rồi. Chịu. Rồi, mày leo lên đi. Rồi, vậy nha. Ra, ra này, ra này. Cho đứng thẳng một xíu nữa. Nó ra đó. Đó đó. Sâu nữa không? Rồi rồi rồi, ok rồi. Nghe coi nghiệm thu được không? Ra thôi rồi đó. Xuống sâu chút xíu đi, sâu xíu đi. Đừng 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 sình nha, đừng sình nha. Rồi ok rồi, rồi rồi rồi. Nghĩa đâu rồi? Ra coi giống của Nhật không? Bịt bớt hơi lại. Anh bịt một đầu nè ha. Đó, ừ vậy đi cho dễ thấy. Anh điều chỉnh lên xuống, lên xuống, lên xuống. Không, để sâu xuống chứ. Đừng, 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 đừng cao quá, để xuống khoảng dưới nửa mét. Em dỡ lên mặt nước coi nó phun nước như thế nào ơi. Dạ không? Dỡ lên đi, dỡ lên cao khỏi mặt nước luôn. Rồi, rồi xuống, xuống. Rồi. Đó. Sâu dưới chưa, thấy không? Nửa mét, nửa mét thôi. Ờ. Nó đang quặn dưới, nó đang quặn dưới. Ở đây nó quặn dưới nè, ra đây mới dễ thấy. Rồi, ra đây nhiều quá, giờ lây nghĩa nó chửi à. Ta đứng ngoài nó dọc được rồi. Chủ vô người ta kỵ vô, nhiều người vô trong này đó. Không bình thường á, bảo bình thường chứ đâu có yếu đâu. Không phải, không phải. Không phải, không phải, không phải, không phải, không phải. Khí lượng khí ra thôi, đừng 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 cái lượng quan trọng lượng nước. Em để dưới vòng không nửa mét á. Mét mà đưa cái dòi ra kia. Đừng cho nó đi xa đừng, xa. Đó. Đừng dòi vào, đừng dòi vào hướng lên để đứng ngang, hướng ngang, hướng ngang, hướng ngang, hướng ngang, hướng ngang. Cho nó đi được ba rồi, xa. Xuống nửa mét. Rồi được chưa? Sau nữa, sau nữa. Tập sát tập chưa? Mấy là xuống chân luôn á. Xuống chân là tới tới mét đó. Rồi ok là được đó. Ngày rút 5 mét à. Mới rút đi ngang chỗ mét cái nó giảm rồi. Giảm đây liền, giảm oxy liền. Mà nó 5.6 giờ quốc còn 5.4 rồi. Giảm thì đừng có cái ống lại. Đó, 4.4. Muốn không giảm thì em chỉnh nè. Tôi giảm một cái nè. Mở nè. Đó. Mở nè. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Sao mình dùng cái ống bự hơn? Thì có ống bự trong tại cái máy tôi đem vướng một cái nhỏ mà. Ừ.
nét nét là tôi thu hãy 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 cho biết cái với cái hệ thống Venturi cải tiến này mình bố trí bao nhiêu cái hệ thống này cho cái ao 500 mét vuông hoặc là 1000 mét vuông? Tại vì tụi em cũng chưa có nghiên cứu về cái lượng oxy cho một ao cụ thể cho 1000 mét vuông sao, nhưng mà ở trên tụi em thí nghiệm á, ao 100 khối thì một máy một ngựa hiện thời đang chạy tốt. Là hai giòi, ngựa là bốn giòi à? Bốn giòi đang hoạt động tốt. Vậy là trăm khối. Trăm khối. Dạ. Trăm khối là. Còn cái ao 1000 mét vuông thì coi mức nước cỡ nào, em nghĩ nó khoảng cái máy hai ngựa là chạy được. Ngàn mét vuông hai ngựa. Máy đồ oxy hay gì anh? Máy đồ oxy. Oxy. Không, tại này 4.6 rồi. Tại nó không ngay của không bình. Điểm 8 nè. Ở đây. Đóng bên riêng đây. Xài một đóng bên riêng, xài một máy một nữa. Thì cái oxy đo được cũng gần tương đương với cái kia. Ở đó. Ở bình thường mình xài một máy một nữa cho hệ thống sụp cái đáy và một máy nữa cho cái ống kính quạt. Ở đây mình đã xài một cái thôi cho cái hệ thống battery thôi, nhưng mà cái lượng oxy hòa tan thì dường như là gần hai bên nó bằng nhau, bạn có thấy không, nước nó bình thường, không có nó không có mình nghe không có như hoành tráng như đây nó ụt đây, nhưng mà đây nước nó cũng bình thường trong ao nó đều đều, nhưng mà cái lượng oxy hòa tan trong ao nó lại bằng cái kia. Thì thực tế thì trên thị trường có rất nhiều cái mẫu Venturi, một số công ty thương mại nó bán rồi, tuy nhiên là cái giá thành thì nó khá là cao, là cao. Thì tụi em đây là tụi em lấy cái lý thuyết từ một số tác giả trên thế giới mà em về tụi em làm lại để trong quá trình mà chế tạo này á, tụi em theo có một thiết tưởng, nhưng mà tụi em đưa rất là nhiều mẫu. Từ tụi em làm cái mẫu inox rồi mẫu nhựa nó có, nhưng mà thường cái mẫu inox này nè nó khá là mắc tiền, một đầu tới khoảng 550 lên, đó là tiền mình đi làm chưa tính tiền công nha, 550 lên. Cho nên và cái thứ hai tụi em nghĩ muốn cái làm inox nè, bà con mình không có chủ động làm được, mình phải lệ thuộc vào thợ thì kia nó mất công á. Bây giờ tụi em là nghĩ ra một cái gì mà nó đơn giản, vật liệu sẵn có mà bà con mình tự làm được luôn. Đây thì tụi em đây cái thành phần cơ bản là ống Venturi. Về tụi em tạo phân ra có 3 phần chính là cái máy bơm. Cái bơm đây ha. Bơm mình không bàn đây ha. Cái ống thứ hai là cái ống mà cái ống dẫn khí trời, ống lấy khí trời xuống. Khí trời xuống ở đây, ống khí trời đứng đây. Cái phần thứ ba là phần quan trọng là cái đầu vũ khí. Đầu khí đây. Đầu phía đây, đầu phía này. Thì ở trong á, em giờ em tập trung nói về cái đầu khí là tại này, cái đầu khí này nó rất là quan trọng, nó quyết định thành bại của hệ thống của mình. Em tập trung em nói về phần này nha. Thì về cơ bản á, em tạm chia là 7 phần chính. Phần thứ nhất là một cái ống 21, phần thứ hai là cái biến 42 và 21, phần thứ ba là ống hóa khí, lát nữa em sẽ diễn trình chi tiết luôn, phần thứ tư nữa cũng là một cái biến 42 21, phần thứ năm là ống hóa hơi, cái phần thứ sáu là cái ống mà lấy cái khí xuống ống hơi, phần thứ bảy là cái biến thứ ba, cái là ngắn đây. Dụng cụ em khỏi bàn ha, dụng cụ này dễ quá. Thì cái bước đầu tiên á, thì bà con biết ha, mình chuẩn bị được cái ống, cái biến này, biến là 42, 21 rồi. Và cái ống 21 này dài khoảng là 11cm. Bước 2 là mình được cái mũi khoan. Đây em xài 4 ly, em khoan trên cái đường nối giữa ống 21 và biến 42 21, khoan 3 vòng, mỗi vòng nó khoảng là
7 lỗ ha, 7 lỗ. Sau khi khoan xong, khoan xong em sẽ gắn những cái nối khí, nối khí dư trong đây, cái lỗ này ha, cái lỗ này gắn vào đây, đó, gắn đây. Mục đích của này là tạo cái đường lấy khí xuống. Bước thứ tư, bước thứ tư là em dùng cái mũi khoan 12 ly, em em khoan cái lỗ trên cái nối hơi thứ hai, khoan lỗ nó về. Sau đó mình dùng cái nối khí gắn vô để tạo cái đường dẫn khí xuống. Nè, cái nối khí, cái nối hơi đây gắn vô đây tạo thành cái đường dẫn khí xuống. Cái bước thứ năm á là mình gắn cái nối hơi vào cái biếc ha, gắn cái hơi vào đây như đây. Cái bước thứ sáu á là mình sẽ gắn cái van chuyển này vào cái van chuyển nhất này, gắn như thế này. Lát nữa con sẽ làm cho bà con thấy luôn. Cái bước cuối cùng á là mình gắn thêm cái đầu nữa. Khi mình được có vậy, mình gắn thêm một cái đầu nối thứ ba nữa, chặn nó tạo ra một cái lực hút khí mạnh hơn. Cuối cùng mà đưa cái ống nối khí vào. Cái đây ống khí đây bây giờ hai chục thì tụi em đã thử nghiệm trên trường đại học thơ rồi. Ở đây á là những cái thông số kỹ thuật mà con cần chú ý, bởi vì á nó liên quan cái lực nước lấy xuống và lượng khí cho ra, cho nên á thì bà con phải tuân thủ đúng cái lưu tốc của nước và công suất của máy bơm. Theo thông số này bên thí nghiệm rồi á, thì một cái máy bơm mà nửa ngựa thì mình xài được hai cái vòi phun cho đầu ra ống 21 là hợp lý, với cái mức dưới độ sâu của nước mình để là khoảng từ 6-7 tấc là nó vừa lấy khí đủ luôn. Nếu mà con để sâu quá thì đường khí sẽ nhỏ, và khi mà con để sâu thì mình cần tăng cái công suất của máy lên cho cái lượng nó bảo đảm đủ cái lượng lực hút của nước. Tuy nhiên á thì một số cái đây nè ha, con nuôi một số cái lưu ý cho bà con khi mình chế về đây nè. Ở đây cái hướng vào của nước này nè, và đây là những cái đầu mình lấy khí để mình gắn vào trong đầu khí đây ha. Lưu ý là cái lỗ nè, cái đường ở đây chỗ lú nè, nó lú ra khoảng từ 1 đến 3 mm, đặng nó tạo cái lực lấy khí tốt hơn ha, khí tốt hơn ở đây. Nếu không có này khí ra rất là yếu. Và bảo đảm nha, cái hướng nước đi từ hướng này qua ngắn lộ viện ra rất là yếu, hướng này qua. Có một số trường hợp á, bà con làm đôi khi nó chưa quen tay á, làm những cái lỗ ở trong nó cao hơn ngoài thì nó gây ra hiện tượng là nước nó trồng lên ống hơi, nó không còn đi quay nữa, mà nó tạo lực nó mạnh của nó đẩy được nước lên đây, giống như hợp của anh này anh làm. Nó không ra khí mà nó ra nước ngược lại trên cái vòi. Vòi ra nước ngược lại trên vòi đây. Do mình làm sai kết cấu ở trong. Đó, nước chảy ra rồi. Rồi khí. Thì bản thân nhóm đã thí nghiệm trên một cái bể tích là 100 khối, độ mặn 15.000, mật độ thả tơ là 16.000 con. Và tích hợp độc tuần hoàn nữa. Thì cái mức oxy á luôn luôn với một máy một ngựa và bốn vòi, mức như lúc nào cũng trên mức bảo hòa hết,
Sau một tháng nuôi thì bây giờ tôm này là khoảng 90 đến khoảng 100 con ký. Tuy nhiên nước bún xì bây giờ nó đang giảm xuống còn 5 mg trên lít. Và tôm này thế này. Tôi đang theo dõi để mà coi cái khi mà cái túi vụ này nó như thế nào. Thì cái phần để chỉ có tụi con thì bà con có gì bắt đây sẽ